năm dòng chó kỳ dị nhất hành tinh. Thứ nhất là chó Komodo, là dòng chó chăn cừu của Hungary. Chúng có bộ lông to bản và dài, làm cho vẻ bề ngoài của chúng không khác gì chiếc khăn lau nhà. Thứ hai là dòng chó Belantin Terrier, là dòng chó sục bắt nguồn từ Anh. Chúng có bộ lông siêu ngắn và vẻ bề ngoài giống y chang con cừu. Thứ ba là dòng chó Bojoy, là dòng chó săn ở Nga. Chúng dùng để săn sói, chỉ có những người có kinh nghiệm mới nuôi được những dòng chó này. Thứ tư là chó Neapolitan Mastiff, hay còn gọi là Nga Úy cổ đại. Chúng có vẻ bề ngoài siêu to khổng lồ, có cân nặng từ 60-80kg và chiều cao lên tới 90cm. Thứ năm là dòng chó Russell Rippon, là dòng chó có khuôn mặt tương tự với mặt người. Chúng có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại cực kỳ hung dữ. Năm dòng chó hung dữ nhất thế giới. Thứ nhất là Nga Tây Tạng, là dòng chó dẫn đầu về độ hung dữ. Chúng là chúa tể của thảo nguyên. Chúng cực kỳ hung dữ và hoang dã, khiến cho ai nhìn cũng khiếp sợ. Thứ hai là Pitbull, là dòng chó ở trong Mỹ. Chúng có tính cách cực kỳ hiếu chiến, lì lợm và hung dữ. Chúng được mệnh danh là sát thủ máu lạnh. Thứ ba là dòng chó Dogo, là dòng chó sở hữu thân hình cực kỳ cơ bắp và khỏe mạnh. Ngay từ lúc sinh ra, chúng đã có khả năng săn mồi và chúng có thể săn những con thú to hơn mình gấp nhiều lần. Thứ tư là Nga Úy, là dòng chó có lực cắn ngang với sư tử. Chúng được huấn luyện để trở thành những chiến binh và những chú chó canh gác. Thứ năm là dòng chó Risa Canario, là dòng chó có thân hình cơ bắp, đầu vuông, tai cắt. Chúng rất là hung dữ. Chúng được nuôi và huấn luyện để trở thành những chú chó săn. Bốn dòng chó có bộ lông dài nhất thế giới. Thứ nhất là chó Komodo, hay còn gọi là miếng dẻ lau nhà di động. Chúng có nguồn gốc từ Hungary. Tổ tiên của chúng là chó Nga Tây Tạng, nên chúng có thân hình vô cùng đồ sộ. Khi còn nhỏ, bộ lông của chúng giống như mút đồ, nhưng khi lớn lên, bộ lông của chúng dài ra xoắn lại thành từng mảng. Thứ hai là dòng Angelo, là dòng chó săn đến từ Trung Đông. Chúng có nguồn gốc từ thời Ai Cập cổ đại. Bộ lông của chúng dài, xoăn nhẹ và suôn mượt, giống như một bộ áo tròn. Dòng chó này có bộ lông dài và rậm, tập trung ở bốn chân, thân và tai. Thứ ba là dòng chó Lhasa Apso, là dòng chó đến từ cao nguyên Tây Tạng. Chúng thường dùng để làm quà cho hoàng đế của Trung Quốc. Chúng có bộ lông dài và mềm mượt. Bộ lông của chúng có thể dài tới đất. Thứ tư là Shih Tzu, là dòng chó cũng đến từ cao nguyên của Tây Tạng. Chúng là dòng chó lâu đời nhất trên thế giới. Người Trung Quốc coi dòng chó này là linh vật mang lại sự thái bình và thịnh vượng cho chủ nuôi. Dòng chó này khi còn nhỏ thì lông xoắn và ngắn, khi lớn thì lông dài ra và mềm mượt.